Hello, xin chào anh chị, quý vị và các bạn đã quay trở lại với video của ngày hôm nay. Và hôm nay thì em sẽ quay cho anh chị và các bạn một con Lazetti SE bản số sàn, xe nhập khẩu nguyên chiếc và đời 2009. Một con xe mà đăng ký một chủ từ đầu anh chị nhé. Xe mang biển số 98 và vẫn là biển 4 số, con xe 2009 và vẫn đăng ký một chủ. Con xe đi rất là ít. Và hiện tại thì con xe này thì chỉ dưới 200 thôi. Đấy, dưới 200 triệu. Xe có bán bao rút hồ sơ cho anh chị và các bạn. Bản xe nhập SE. Đấy. Tổng thành phía bên ngoài thì xe hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Con xe màu đen. Form dáng của dòng nhập này thì nó khá là đẹp. Và bản số sàn thì nó sẽ ít lỗi hơn so với bản xe nhập số tự động Lazetti CDX. Đấy, form dáng thì như nhau nhá. Mà phần máy là như nhau, nhưng mà dòng Lazetti CDX thì nó trang bị một số cái về phần điện của nó nhiều hơn, nên là nó hay bị phần lỗi điện. Dòng Lazetti thì gần như con nào cũng thế. Dòng xe nhập thì nó bị lỗi điện. Vẫn xử lý được, tuy nhiên thì nó sẽ mất thời gian. Nhưng mà dòng số sàn này thì nó trang bị ít hơn. Đây là ít lỗi hơn so với dòng số tự động. Đây là phía bên trong nội thất này. Đấy, vô lăng củ số anh chị bạn có thể nhìn 2009. Xe một chủ và hai thành vô lăng này nhìn cũng còn rất là mới. Cực kỳ mới luôn. Thì đấy là nói là vì sao mà một con xe đi rất là ít. Đấy, cũng như phần đầu củ số đây. Và phần da củ số. Đấy, phần đầu củ số còn rất là mới. Cũng như các hệ thống phím bấm đây. Đấy, chủ yếu là về phần mặt vô lăng anh chị bạn có thể nhìn. Đấy, phần như này nó là nhựa. Nhưng mà vẫn còn những cây chấm này. Nó không hề bị mòn. Đấy, mở chìa lên. Đấy, con xe cực kỳ mới, đi rất là ít. Và hoàn toàn không có lỗi gì cả, nội thất bên trong đẹp, có trải thảm. Này, ghế vẫn là của hãng này. Lazetti này. Biểu tượng này, Daewoo Lazetti. Trần thì đẹp. Đấy, dòng SE số sàn này thì nó sẽ không có hệ thống cửa nóc, còn dòng Lazetti CDX thì nó sẽ có thêm hệ thống cửa sổ trời nữa. Xe cũng được trang bị hai hệ thống bóng khí. Đấy, phía bên trong nội thất đấy thì nó vẫn là nguyên bản thôi. Không có vấn đề gì cả. Tất cả thì vẫn là nguyên bản. Vô lăng củ số còn đẹp. Xe đi ít. Đấy, và chúng ta đi qua phần máy của con này. Dòng xe này là máy 1.6 chị nhá, nhập khẩu vào máy 1.6. Máy 1.6, các hệ thống phím bấm là vẫn còn nguyên này. Đấy, toàn bộ khoang máy đây. Máy móc còn sáng. Tất nhiên là với cái đời 2009 này thì nó có chỉnh mặt máy thôi. Còn ốc chân máy và những ốc vẩy màu ấy vẫn còn nguyên bản luôn. Đấy. Chân máy là không hề có động chạm tí nào cả. Nguyên bản hết anh chị nhé. Keo chỉ con xe này thì nguyên luôn, 100% là không mất phân keo chỉ nào. Bảo hành về phần đâm đụng, tai nạn ngập nước. Cũng như là xe không có chạy dịch vụ taxi, dòng này thì chắc không mấy ai chạy dịch vụ taxi rồi. Đấy, còn bảo hành về phần đâm đụng, tai nạn ngập nước, form dáng khá là đẹp. Mà giá dưới 200 đang kiểm dài đến tháng 9 năm 2022.
Đấy. 4 quả la răng đúc. Mà lốp láp thì vẫn còn khá là ok. Đấy, nói chung là lấy về là anh chị chạy thôi. Dòng này thì đi gia đình là hợp lý. Form dáng đẹp, giá rẻ. Đấy thì đấy là video mà em vừa quay và giới thiệu cho anh chị và các bạn con Lazetti xe nhập SE 2009. Và nếu anh chị có nhu cầu về con xe này thì alo số điện thoại dưới màn hình hoặc đến trực tiếp tại salon để có thể xem xe và test xe. Cảm ơn anh chị đã xem video và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.